vâng, hỗ trợ cho em cái bảng nha. Vâng, xin chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Vâng, rất tuyệt vời. Không thể nào tưởng tượng rằng hai ngày học tập rồi và hôm nay anh chị thứ hai ngày đi làm mà các chị lại đến đông đủ như thế này. Các bạn nó rất nặng, nhìn vậy thôi chứ nó nặng lắm cả nhà. Rồi, ok, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Vâng, đêm qua ai mất ngủ ạ? Có ai mất ngủ không? Mấy chị giơ tay thì còn tin, chứ mấy anh giơ tay thì hơi suy nghĩ lại đúng không ạ? Vì chắc hôm qua nhậu hơi nhiều đây. Có ai tối hôm qua vui quá mà đi nhậu không? Có. Có. À, vâng, rất tuyệt vời. Và chúng ta hình như là gì ạ? Cái cảm giác sau hai ngày đại hội trong lòng mình nó vẫn còn lâng lâng đúng không cả nhà? Nó vẫn còn lâng lâng trong đầu mình. Và ngày hôm nay thực sự là hãy cho chính chúng ta một tràng vỗ tay vì sự có mặt ngày hôm nay. Đó chính là ngày rất đặc biệt. Vì bác biết rằng có rất nhiều người trong lòng đang đấu tranh là hôm nay có đi học hay không. À, mặc dù hôm nay có ai hỏi thật, hôm nay có ai trốn làm mà đi đến đây học không? Có chứ, ai trốn đi làm à? Vâng, tuyệt vời, cho những bạn trốn đi làm được không ạ? Vâng, và có lẽ là cũng không ai xa lạ với bá nữa không ạ? Có ai không biết bá không ạ? Và hôm nay thì một cái nội dung mà bá chia sẻ, bá tin chắc là gì ạ? Nó sẽ quyết định sự thành bại giống như MC nói với tất cả cả nhà. Nhưng trước khi nói điều đó thì bá muốn hỏi anh chị là gì? Các chị có biết là tại sao hôm nay chúng ta lại đến đây học không? Bữa học ngày hôm nay nó quan trọng như thế nào? Không biết. Và rất nhiều người bên ngoài nói rằng Amway khó lắm. Amway làm khó thành công. Theo cả nhà Amway khó hay dễ? Dễ. Cũng khó mà cũng dễ. Và nếu chúng ta gọi là gì, cái người không hiểu Amway thì nghĩ Amway sẽ khó, đúng không ạ? Còn cái người hiểu Amway thì nghĩ Amway sẽ rất đơn giản. Đơn giản nha chị nha, chứ không dễ nha. À, đơn giản nhưng không dễ. Vậy thì đơn giản nó là như thế nào? Và thực ra thì trước khi bá chia sẻ cái phần của bá thì bá muốn nhấn mạnh lại một lần nữa. Và đây cũng chính là cái điều mà cái người sư tổ của chúng ta, đó chính là thầy Phó Hậu Kiên. À, thầy Phó Hậu Kiên đã đúc kết. Và thầy Phó Hậu Kiên, cả nhà có ai không biết thầy không ạ? Là người truyền kỳ của Amway thế giới, chiếm khoảng 40% thị phần Amway thế giới, 70% thị phần châu Á. Và Việt Nam thì có lẽ là gì ạ? Chắc khoảng cũng 70-80%. Vậy thì những cái điều mà của người thầy này nói thì nó có đúng không ạ? Nó đặc đúng. Và thầy đã đúc kết hơn 45 năm làm của thầy ra. Và thầy muốn nhắc nhở tất cả chúng ta là gì? Làm Amway nếu hiểu nó thì nó rất đơn giản. Là chỉ cần chúng ta liên tục trải qua 3 cái lớp học này, trải qua 3 cái đỉnh này thì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ là người thành công. Quan trọng là bạn trải qua nhiều lần hay là ít lần. Và chúng ta đều biết được rằng đây chính là cái tam giác vàng mà do thầy Phó Hậu Kiên là ông tổ của chúng ta sáng lập ra. Và thầy đã nói rằng là gì? Nếu chúng ta muốn có được cái kết quả của Amway thì không có cái gì khác bằng là chúng ta phải trải qua 3 cái đỉnh tam giác này. Đỉnh đầu tiên đó chính là OVP, hay chúng ta được gọi là hội nghị gia đình, đúng không ạ? Và đỉnh này ai cũng phải trải qua cái đỉnh này. Đỉnh này để làm gì? Để cho họ biết được công ty, cho họ biết được sản phẩm, cho họ biết được chế độ, cho họ biết được những cái điều cơ bản. Thì đây được gọi là cái người biết Amway. Có ai không trải qua cái đỉnh này không? Ai cũng đã trải qua rồi, đúng không ạ? Bạn kiểu gì là gì, cũng có một vài người không trải qua cái đỉnh này mà họ qua cái đỉnh này là họ đến đại hội thành công. Có nhiều người là chưa được nói OB, chưa được nói công ty, chưa được nói sản phẩm, chỉ duy nhất việc là gì, là lôi đến đây. Có không ạ? Có ai trước giờ được sinh ra chỗ này không? Đấy em nè, đúng không ạ? Được sinh ra ở chỗ này mà quên mất là chỗ này không có được sinh ra. Và chúng ta biết được rằng để sinh ra được một người trong Amway theo đúng cái gọi là gì, đúng gọi là người Amway, thì nó phải trải qua được 3 cái đỉnh này. Chúng ta muốn đến đại hội thành công thực sự hiệu quả thì chúng ta phải cho họ trải qua cái đỉnh đầu tiên, để họ có cái biết Amway, để họ biết lý do tại sao họ phải đến đại hội thành công, thì họ học nó sẽ một cách hiệu quả. Và ở đây là gì ạ?
bên ngoài có rất nhiều người họ cũng đã trải qua cái đỉnh này rồi. Và khi chúng ta tiếp xúc với họ thì họ nói rằng họ biết Amway rồi, họ biết nhiều rồi, họ biết công ty, biết mọi thứ hết rồi. Thì chúng ta hiểu được rằng là gì? Họ mới có biết thôi, đúng không ạ? Chúng ta không có quá nhiều lo lắng, mà chúng ta biết được rằng họ chỉ biết, chứ thực sự họ chưa hiểu Amway. Vậy thì chúng ta đã trải qua 2 ngày đại hội thành công để giúp chúng ta hiểu Amway. Vậy thì chúng ta muốn làm Amway, đến bây giờ rất nhiều người cũng đi đại hội thành công về rồi, và họ bảo họ đi đại hội rồi nhưng họ cũng không làm, và họ làm cũng không thành công vì họ thiếu trải qua cái đỉnh số 3, đó chính là BTC. Viết tắt của từ Basic Training Course là khóa huấn luyện kỹ năng cơ bản để làm kinh doanh. Và thầy Phó Hồ Kiên bảo là gì? Là bất kỳ cái người nào muốn có được cái kết quả của Amway thì không thể nào học chỉ một trong 2 cái đỉnh mà thôi, mà phải trải qua 3 cái đỉnh của tam giác này. Vì thì rốt cuộc chúng ta học kỹ năng xong, chúng ta về chúng ta sẽ cho người khác biết Amway này. Và chúng ta học những kỹ năng để phát động, để dẫn dắt cái người ta đến để họ thành công cho hiệu quả. Và khi họ đến rồi và thực sự họ hiểu thì lúc này họ mới muốn, đúng không ạ? Họ muốn thì bắt đầu mới nói họ đi học BTC. Có nhiều người ở đỉnh này nhảy qua đỉnh này thì cái muốn của họ nó ở mức một mức rất bé, nhưng mà khi họ đến đại hội thành công rồi thì họ mới thực sự dụng tâm tâm thái để học cái này. Ở đây chúng ta học rất nhiều những kỹ năng, như là kỹ năng UVP, kỹ năng minh họa sản phẩm, kỹ năng trả lời thắc mắc, kỹ năng phát động đại hội thành công, kỹ năng làm hội nghị gia đình, kỹ năng liệt kê danh sách phối hợp, kỹ năng ABC, ví dụ như vậy. Những kỹ năng này để chúng ta vận dụng vào ở trong đây, vận dụng một cách hiệu quả ở cái đỉnh này. Vậy thì ở đây là gì? Hôm nay chúng ta sẽ học một trong 3 cái đỉnh rất quan trọng. Thì ở đây có rất nhiều những kỹ năng mà thực sự trong kinh doanh Amway, nói nhiều kỹ năng thì đúng là nhiều kỹ năng, nhưng những kỹ năng này chúng ta chỉ cần học và hành của nó. Và cái nâng cấp chúng ta lên bằng cách là gì? Vừa học và vừa hành. Nhiều người học 1 tháng rồi, ok, có gì học xong rồi, thôi tháng sau không học nữa. Và họ cũng làm cái đỉnh này và họ cũng đến đại hội thành công, và họ bảo thôi BTC tôi học rồi. Và thầy nói là gì? Bạn học một lần thì đồng nghĩa việc là gì? Là bạn chỉ mới cảm được, nhìn được nó một cái bề nổi đó thôi. Và bạn càng học và sau đó bạn hành sau đó bạn quay qua bạn học cái này lại, thì bắt đầu cái level của bạn nó sẽ đi lên. Cho nên không đồng nghĩa việc chúng ta sẽ học và hành đến khi nào chúng ta lên Diamond, chúng ta lên FC. Cả nhà nhìn thấy là tất cả những Diamond họ cũng làm cái này và họ cũng học cái này mà. Họ cũng trải qua 3 cái đỉnh này mà thôi. Và nếu hiểu Amway thì đây được gọi là phương hướng. Đây được gọi là phương hướng, gọi là cái hướng đi của chúng ta, đúng không ạ? Gọi là cái hướng đi chúng ta thay chiều kim cái đồng hồ này. Còn phương pháp chúng ta đó chính là 5 cửa, 6 tướng rồi. Và cả nhà đã nghe rồi. Chúng ta làm theo cái 5 cửa, 6 tướng này và chúng ta đi theo cái quy trình này. Thì nếu cái người mà hiểu Amway, cái người mà gọi là gì ạ, có một cái con đường phương hướng rõ ràng, thì người đó không nghĩ Amway sẽ phức tạp nữa rồi, không nghĩ Amway sẽ khó nữa rồi, đúng không ạ? Còn nhiều người bên ngoài, Amway làm sao ta, làm sao để làm được Amway ta, làm sao để thành công, và làm sao để chúng ta có cái hệ thống bền vững đây, thì không có cách nào khác. Bạn hãy đi theo 3 cái đỉnh này và dẫn đoàn đội của mình đi theo 3 cái đỉnh này. Một ngày nào đó bạn giỏi thì bạn góp sức, bạn đi hỗ trợ tiếng dưới, bạn làm hội nghị đình, bạn đi góp sức vào đại hội thành công, bạn đi góp sức chia sẻ cái kinh nghiệm của bạn vào cái khóa BTC này, đúng không ạ? Đúng. Và Amway chỉ có như vậy thôi, làm theo phương 5 cửa 6 tướng của thầy và đi theo cái phương hướng này. Và cứ như vậy chúng ta đã có sẵn rồi, chúng ta đã có sẵn cái bộ phương pháp rồi. Vậy thì quan trọng là ở trong đây chúng ta học cái gì, chúng ta học được giỏi cái gì để chúng ta vận dụng được cái này đây. Thì bái sẽ chia sẻ một trong những cái phần quan trọng trong cái đỉnh này mà thôi. Một trong những cái kỹ năng cốt lõi ở nằm trong cái đỉnh BTC. Vì thì một trong những cái điểm cốt lõi này để làm gì? Cho anh mượn cái đồ lao. Vì thì trong cái lớp BTC ngày hôm nay, cả sáng và chiều chúng ta sẽ học được rất nhiều. Chúng ta sẽ trải nghiệm và học được rất nhiều những kỹ năng, mặc dù hôm nay là một ngày cũng không có thể dạy hết, không thể chia sẻ hết được. Các chị biết ngày xưa học BTC là học 2 ngày, sáng chiều tối và sáng chiều, 5 buổi học về BTC. Còn bây giờ là gì ạ? Có một số kỹ năng thì một số lãnh đạo thể chia sẻ trực tiếp các chị được. Còn có một số kỹ năng là cần phải vận dụng kinh nghiệm của tất cả những chị lãnh đạo đã trải nghiệm rồi, đã có kết quả đã nhiều năm. Thì lúc đó họ sẽ chia sẻ và đúc kết cho bạn, để bạn có thể nhanh chóng có thể là gì? Ngộ và rút cái đó thành kinh nghiệm của mình. Vì thì hôm nay cái chủ đề của bác chia sẻ đó chính là chủ đề về quan niệm và thái độ đúng.
trong kinh doanh Amway. Và tại sao cái này nó là cái quyết định? Và bên ngoài nhiều người từ bỏ Amway, nhiều người không làm Amway, hay nhiều người đang gọi là gì ạ? Đang không đột phá được cái kết quả của họ, cũng duy nhất một việc là họ chưa có được cái kỹ năng này. Ba hay gọi đây là kỹ năng vô hình. Kỹ năng này không nhìn thấy được. Kỹ năng này chúng ta không có đơn giản là luyện tập làm bằng tay chân cho người khác thấy được. Mà kỹ năng này nó được tích lũy. Nó được tích lũy dần dần sự thay đổi từ bên trong cái tư duy của chúng ta. Quan niệm đó là cách nghĩ, và thái độ đó là cách bạn thể hiện ra. Cho nên chúng ta nghe nói là gì? Người làm qua dần dần trở làm thầy bối cũng được. Là nhìn cái nét mặt của bạn, nhìn hành vi của bạn, nhìn thái độ của bạn, là người lãnh đạo biết bạn đang nghĩ gì. Các bạn có tin không? Vì chúng ta hiểu được cái bài toán là gì? Đó chính là năm quả trứng vàng. Năm quả trứng vàng này đó là gì? Cái tư tưởng của bạn, hay gọi là cách nghĩ của bạn. Thì bạn sẽ làm gì? Bạn nghĩ gì thì bạn sẽ làm đó, được gọi là hành động, đúng không ạ? Có phải chúng ta nghĩ ngày hôm nay chúng ta đi học BTC thì chúng ta sẽ đi? Và hành động thì sẽ tạo ra cái gì? Thói quen. Cứ tháng nào bạn cũng đi đại học thành công, ghi trở thành thói quen. Tháng nào bạn cũng đi học BTC, ghi trở thành thói quen. Dường như thiếu là bạn không chịu được. Ví dụ sáng thức dậy 5 giờ nghe ghi âm, có phải dần dần trở thành thói quen không ạ? Và những gì bạn làm hàng ngày bạn trở thành thói quen, thì cái thói quen đó nó quyết định cái tính cách của bạn. Và cái tính cách này nó sẽ quyết định cái số phận của chúng ta, hay được gọi là quyết định kết quả của chúng ta. Và bá đất tâm đắc năm quả trứng vàng này. Và cứ mỗi một lần là gì? Những gì mình chưa thay đổi được, mình chưa đột phá được, mình chưa có được cái kết quả như mình mong muốn, thì bắt đầu mình nhìn lại, mình thay đổi cái này. Và cái này chính là cái gốc rễ của cội nguồn. Cái kết quả của chúng ta, cái kết quả chúng ta nó không đến từ bất kỳ yếu tố nào, mà đến từ cái cách nghĩ của mình, cái tư tưởng của mình. Vì thì chúng ta phải làm đúng cái này, chúng ta phải xây dựng được đúng cái này cho chúng ta và cho đoàn đội của chúng ta, thì lúc này chúng ta mới có một hệ thống bền vững. Vậy thì như thế nào được gọi là tư tưởng và cách nghĩ, quan niệm, thái độ đúng đây? Cho nên cả nhà hãy nhớ, khi chúng ta không đạt được kết quả thì hãy gặp người lãnh đạo của chúng ta. À, lãnh đạo ơi, em còn có cái gì đó chưa đúng. Cách nghĩ của em hay là cái tư duy của em nó có gì đó nó chưa đúng. Lãnh đạo có thể điều chỉnh cho em. Và chắc chắn rằng người lãnh đạo mà sát sao với các bạn á, thì họ sẽ biết được cái cách nghĩ của bạn nó đang lệch lạc ở chỗ nào. Vì họ sẽ đi liên tục đi làm việc với bạn mà. Bạn làm cái gì thì bạn biết được, à, người lãnh đạo nhìn sẽ biết được bạn đang nghĩ như thế nào. Giả sử người lãnh đạo kêu bạn OEB, thì lúc này bạn cái năng lực OEB của bạn như thế nào? Người lãnh đạo nói bạn minh họa sản phẩm, người lãnh đạo nói bạn hẹn người, người lãnh đạo nói bạn là cần phải phối hợp với người lãnh đạo như thế này như thế kia, nhưng mà bạn vẫn còn thiếu cái gì đó, thì người lãnh đạo sẽ biết được rằng là bạn đang gặp vấn đề về cái cách nghĩ của bạn. Vì thì cái quan niệm, thái độ, cái tư tưởng, cái cách nghĩ của bạn, vậy thì đối với người làm ăn quay, cái quan niệm đầu tiên quan trọng nhất trong tất cả những cái quan niệm, trong tất cả những cái điều cách nghĩ, đó chính là gì? Đó chính là làm chủ. Nếu chúng ta thấm được hai cái từ này, và bản thân bá từ lúc bá học bá thích nhất cái lớp về quan niệm, thái độ, và bá hiểu được cái này nè, nếu cả nhà hiểu được hai cái chữ làm chủ này, vậy thì cuối cùng là chúng ta đang là người làm cho ai? Làm cho mình, đúng không ạ? Chúng ta có làm cho tiếng trên không? Rất nhiều người hay đến đại hội nghị nhìn ông tiếng trên đâu, đúng không ạ? Hay đi đâu cũng nhìn ông tiếng trên đâu, làm gì cũng nhìn ông tiến trên đâu. Rồi ông tiến trên như thế này, ông tiến trên như thế kia, ông tiến trên như thế nọ. Và bắt đầu trách móc, đổ lỗi, làm đủ thứ việc, nhìn cái ông tiến trên. Thôi tao ghét ông tiến trên quá, tao cắt mã số, tao đi chỗ khác. Có không ạ? Vậy thì cái việc đó là gì? Nếu bạn nhìn người tiến trên không hoàn thiện, người tiến trên không hoàn hảo, người tiến trên như thế này, người tiến trên như thế kia, và bạn tức giận không làm ăn quay nữa vì người tiến trên, vì thì cái gốc rễ nó nằm ở chỗ nào? Đó chính là bạn đã sai từ cái cách nghĩ ban đầu. Sai từ cách nghĩ là bạn là ông chủ, chứ bạn đâu có làm cho ông tiến trên đâu, bạn phải dẫn, đúng không ạ? Ông tiến trên sinh bạn ra giống như cha mẹ mình sinh ra, nhưng có thể cha mẹ mình không tốt, ví dụ như vậy. Vậy thì có phải là gì? Không lẽ mình làm gì? Mình từ bỏ à? Chúng ta không thể nào thay đổi.
Vậy thì cái việc là gì? Nếu bạn hiểu được hai cái từ gốc rễ này, gốc rễ là chúng ta đang hợp tác với Amway, chúng ta đang hợp tác với Amway và chúng ta đang hợp tác với cái này, hình dung là gì ạ? Đây, muốn nói rõ cả nhà cái điều này. Bạn đang là đối tác trực tiếp của Amway. Có thể người tiến trên, đúng không ạ? Họ sinh ra bạn, họ là người mở mã số cho bạn. Nhưng nếu họ không giỏi, họ không làm Amway nữa, thì bạn có làm không? Nhiều người, thôi ông tiến trên mình nó nghỉ rồi, thôi mình nghỉ luôn. Có không ạ? Nhiều lắm cả nhà. Bên ngoài rất nhiều người cứ nhìn ông tiến trên, cứ mong chờ ông tiến trên phải như thế này, ông tiến trên phải như thế kia, ông tiến trên phải như thế nọ. Và chúng ta không có quyền yêu cầu bất kỳ một con người nào đó khác. Chỉ có chúng ta tự yêu cầu chính chúng ta mà thôi, đúng không bạn? Ai đó mà mở miệng ra trách móc ông tiến trên, trách móc ông tiến trên như thế này, ông tiến trên như thế kia, ông tiến trên phải như thế nọ, thì thực ra rất thương cái người đó, là vì người đó chưa ngộ ra được hai cái từ làm chủ này. Bạn đang là một người làm chủ không lệ thuộc, sự thành công của bạn mà lệ thuộc vào những cái con người này, thì đồng nghĩa với việc là gì? Là bạn gặp rủi ro, nguy cơ. Đâu có ai biết trước được chúng ta đổi địa chỉ lúc nào, đúng không ạ? Tức là cuộc sống nó vô thường đó. Ngày hôm trước qua đi Gia Lai á, bạn đó sinh năm 89, ngủ một đêm đổi địa chỉ rồi. Và rất giật mình, tức là gia đình của đối tác của mình. Vì thì cái việc đó là gì? Chúng ta hãy hình dung ra cuộc sống rất vô thường. Chúng ta phải biết được rằng sự thành công của mình là ông chủ thành công của mình dựa vào gì? Đầu tiên là dựa vào Amway. Và thứ hai đó là chúng ta có một cái hệ thống. Hệ thống của chúng ta có tên là Rado 5A. Chúng ta hãy nhớ thành công của bạn nó không phụ thuộc quá nhiều vào ông tiến trên, mà nó phụ thuộc vào thứ nhất đó là Amway, và thứ hai chúng ta có một cái ngôi nhà chung. Có một cái ngôi nhà chung như thế này, và chúng ta hãy mượn sức cả hai cái điều này. Có thể chúng ta chưa giỏi, chúng ta chưa có cống hiến gì được cho hệ thống, không sao. Bạn hãy nhớ được rằng sự thành bại của bạn nó không nằm trong tay của bất kỳ một ai nào, mà nó nằm trong quyết định bởi cái này. Nếu bạn có Amway bạn cũng chưa thành công. Nếu bạn không có hệ thống, nếu bạn có hệ thống bạn không có Amway thì cũng vậy thôi, đúng không ạ? Và hai, hãy nhớ thành bại của chúng ta nó nằm trong hai cái yếu tố này. Lớn hay không, nhỏ hay không, lâu dài hay không, bền vững hay không, nó vẫn nằm trong hai cái yếu tố này. Và đương nhiên nếu bạn có nhiều người tiến trên giỏi nữa thì tốt quá, đúng không ạ? Tại vì tất cả những người giỏi, hãy nhớ, hệ thống chúng ta, tất cả những người giỏi đều phải có một cái tư tưởng, đó là cống hiến cho cái hệ thống này, góp sức cho cái hệ thống này. Để làm gì? Để chúng ta có thể thu hút và lưu giữ được nhân tài. Có thể đằng sau của bạn nó là rất nhiều những cái nguồn nhân tài, những cái nguồn tài nguyên. Và nếu cái nguồn này họ hiểu được rằng thành công không phụ thuộc vào mình mà phụ thuộc vào điều này, thì có phải chúng ta mới nghỉ hưu được, đúng không ạ? Ai cũng có một cái quan niệm làm chủ cả, và thành công không có phụ thuộc vào một cá nhân nào trong đây. Không mở chợ vẫn đông, thiếu bạn Amway vẫn phát triển, thiếu bạn hệ thống vẫn tồn tại, thiếu bạn mình vẫn làm được, đúng không ạ? Không ai là người quan trọng nhất trong cái kinh doanh này, mà mỗi một phần tử nó góp phần cho sự lớn mạnh của cái kinh doanh này mà thôi. Vì thì cái quan niệm làm chủ này nè, nó chính là cái nòng cốt, nó chính là cái cốt lõi để hệ thống bạn có bền vững hay không, và bản thân bạn có lớn mạnh được hay không. Vì thì để một ông chủ thì cần phải có những yếu tố gì? Để bạn là một người làm chủ thì bạn cần phải có những yếu tố gì? Vậy thì bác nói là quan niệm thôi. Quan niệm bạn là một ông chủ nha. Thành công của bạn, hãy nhớ, nếu thiếu cái này thì bạn cũng không thể thành công. Nếu thiếu cái này thì bạn cũng không khó, rất khó để thành công. Và hãy nhớ chúng ta phải nuôi dưỡng và bồi dưỡng hai cái này. Chúng ta phải làm tốt cái quy tắc ứng xử của Amway, làm tốt cái gọi là gì? Luật, đúng không ạ? Để chúng ta bảo vệ, nếu chúng ta làm sai người ta cắt cái giấy phép của Amway rồi, cuối cùng là sao? Chúng ta cũng mất luôn, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta không bảo vệ cái hệ thống của mình thì có phải bạn đang giết chính bạn không ạ? Cho nên đây là hai cái điểm cốt lõi, nòng cốt về quan niệm của người làm chủ. Vậy thì hôm nay chúng ta làm chủ, chúng ta sẽ làm cái gì đây? Chúng ta cần phải có cái yếu tố gì? Vậy thì cái yếu tố làm chủ chủ động đầu tiên đó là chủ động học tập.
Có phải chúng ta nghe đến thầy giảng cái cửa số 1 đúng không ạ? Bạn không giảng quá nhiều về cái cửa chủ động học tập này nữa. Nếu bạn định vị kinh doanh này là của bạn, hãy nhớ đừng có bao giờ ông tiến trên phải thúc giục bạn đi học. Có ai bị thúc giục hôm nay đi học không? Có. Không phải thúc giục mà là năn nỉ, đúng không ạ? Năn nỉ đi học đi. Ông tiến trên nói gắt lử luôn, đúng không ạ? Nói quá trời nói luôn thì bạn mới sắp xếp đi học. Tức là cái điều này người tiến trên hiểu được rằng bạn chưa có đủ được cái gọi là gì, cái cách nghĩ đúng của người em quay. Cho nên người tiến trên rất dụng tâm muốn bạn đi học. Và ở đây thầy không bảo chúng ta đi làm liền đầu tiên mà. Thầy cũng đâu bảo chúng ta đi bán hàng đâu. Thầy cũng đâu bảo chúng ta đi lôi kéo người đâu. Đúng không ạ? Thầy chỉ bảo chúng ta duy nhất việc học là cửa quan trọng nhất. Không học thì bỏ tài. Cho nên nếu chúng ta xác định chúng ta đang là ông chủ và chúng ta phải chủ động trong việc học tập này. Học tập, đôi khi có lớp học thì bạn lên, không có lớp học bạn cũng tìm cách để bạn học. Đúng không ạ? Tại vì mình làm chủ mà. Tại sao các chị thấy mà có nhiều người cái năng lực của họ cũng cùng thời gian tham dự với tất cả các anh chị ở đây, nhưng tại sao có người năng lực nhanh, năng lực chậm hay là năng lực nó thay đổi khác nhau? Không phải là họ giỏi đâu, mà họ chủ động trong việc học tập nhiều hơn. Thí dụ đơn giản là gì? Hôm nay các chị học xong tất cả những kỹ năng nè, về các anh chị có chịu khó chủ động thực hành hay không? Và nếu các chị thiếu cái gì, các chị có chủ động gọi là gì, liên lạc với tiếng trên, tìm người này, người A, người B, người C để bạn tự học hay không? Hay là chúng ta phải chờ hệ thống sắp xếp chương trình, chờ lãnh đạo sắp xếp mọi việc, rồi bắt đầu bạn mới đi theo bạn đi học? Đương nhiên cái lộ trình, lịch trình, hệ thống là có. Nhưng mà là gì? Là chúng ta bên cạnh đi học theo cái lộ trình của hệ thống, nếu chúng ta là ông chủ, chúng ta sẽ chủ động hoàn thiện cái gì càng sớm càng tốt. Ở đây bác hỏi thật, ai đã làm quay hơn 3 tháng? Đúng không ạ? Có. Vậy thì cả nhà đã hoàn thiện được những kỹ năng cơ bản như là minh họa, OEB, liệt kê danh sách, hẹn gặp, làm tốt chưa? Có ai bắt lãnh đạo phải OEB sau 3 tháng rồi chưa? Có. Sau 3 tháng là mặc dù biết rằng là gì ạ, còn sợ lắm, đúng không ạ? Và cái khổ là ông lãnh đạo á, ông lại thương quá. Cứ giảng OEB liên tục thôi, để nó giảng thì chắc người này nó chết mất. Thôi, mình giảng luôn, đúng không ạ? Tức là cứ để người này giảng thì tôi người kia, nói chung chúng ta lại sợ. Sợ cái người tuyến dưới của mình gọi là gì ạ? Nếu nói cái từ nghĩa đen đó hơi kỳ quá, là giết người, tức là làm cho người khác bỏ cơ hội, làm bỏ cơ hội của người khác thì không tốt. Và chính cái điều đó nó làm cho là gì? Là người đó chậm phát triển. Và nếu bạn tin rằng là gì, thực ra bất kỳ cái lĩnh vực kinh doanh gì cũng vậy, các bạn thấy đánh giặc ngày xưa không ạ? Là phải có quân tiên phong, đúng không ạ? Phải có quân tiên phong khai đường, mở phá dòng dây, khai ra thì phải có người tiên phong. Thì cái kinh doanh nào thì ăn quay nó cũng vậy. Chúng ta phải chấp nhận mất mát một vài điều gì đó trong thời gian ban đầu. Vậy thì tại sao tao nói thì thầy nói là gì? Thân trước, người quen trước là sao? Gần trước xa xa. Những người quen á, là những người chúng ta rất dễ chia sẻ, nhưng chúng ta không kỳ vọng kết quả. Nếu họ là thân quen với mình và yêu thương mình rồi thì họ không từ bỏ mình đâu. Mặc dù mình chia sẻ nó không hay, không sao, nhưng cả nhà phải nhìn được cái điểm tích cực ở điểm đó là gì. Khi người ta nghe bạn giảng lần đầu, người ta chán lắm. Người ta cảm thấy là gì? Người nhà của bạn mà, nghe chả vô lỗ tai đâu. Nhưng mà phải có lần đầu đó thì những lần sau họ mới thấy được cái sự thay đổi của mình. Sự thay đổi đó nó kéo theo gọi là gì? Đó là chủ động thay đổi. Vậy thì nếu chúng ta không làm và chủ động cái thay đổi này nè, thay đổi rất nhiều anh chị nha. Thay đổi đầu tiên đó chính là thay đổi về hình tượng. Là chúng ta sẽ học cái tư thái, cái phong thái của một người làm kinh doanh là như thế nào, một ông chủ là như thế nào. Chúng ta không thể nào mặc cái quần sạch lõn hay là mặc cái áo ba lỗ, hoặc là chúng ta đi gặp một người chúng ta sệt sạc và sờ sòi được, đúng không ạ? Đi gặp cà phê đừng mặc áo vest nhé, người ta nhìn thì biết đa cấp ngay. Ba nhớ ngày xưa là gì ạ? Là lúc mà ba đi làm demo sản phẩm mà còn đeo cà ravat nữa, là cho chị xem cái hình, đúng không ạ? Đeo cà ravat gặp, nhớ ngày xưa làm quen lúa lắm, đúng không ạ? Thấy nhiều người mặc áo vest, mình cũng ra đường mặc áo vest, thay đổi hình tượng mà, đúng không ạ? Nhưng mà đó không cần.
Chúng ta chỉ cần mặc lịch sự, gọn gàng và chúng ta có một cái phong thái của một người làm ông chủ làm kinh doanh là được. Đương nhiên, cái việc đó là không ai thúc ép chúng ta được, không ai bắt chúng ta được, đúng không ạ? Chỉ có chúng ta cảm thấy chúng ta phải thay đổi. Hình tượng cắt tóc gọn gàng, đừng cạo đầu như bá là được, đúng không ạ? Rồi ăn mặc cho nó lịch sự. Tức là bạn thay đổi về hình tượng của bạn, bạn thay đổi về ngôn từ của bạn. Ngôn từ rất quan trọng. Trước giờ chúng ta có thể dùng những cái ngôn từ gì đó thì không biết, bây giờ chúng ta sẽ học cái ngôn từ của người thành công. Thực ra trong đây các lãnh đạo không ai giỏi hết đó thật cả nhà. Gần như là họ copy những cái ngôn từ của những người thành công. Văn hay chữ đẹp không có gì bằng cách là chúng ta học thôi, đúng không ạ? Tại sao chúng ta phải chủ động học tập này? Nghe nhiều, tại sao bạn phải nghe? Bạn nhớ tất cả những cái thời lãnh đạo từ ngày xưa đến bây giờ là gì? Cái thời mà ngày xưa có thầy là thầy, mấy thầy giảng, mọi người ghi chép ra và học lại những cái ngôn từ gần như copy y chang. Chúng ta học câu gì hay, chúng ta ghi nhớ, chúng ta nghe cái gì hay, chúng ta lại ghi nhớ vào. Và dần dần nó tích lũy thành cái ngôn từ của mình. Nếu chúng ta muốn cho người khác cảm nhận được và hiểu được cái người thành công đang nói gì, thì chúng ta phải học cái ngôn từ của người thành công để chúng ta có thể nói với đối tác của mình. Chứ chúng ta không thể nào dùng cái ngôn từ bình thường như ngày xưa, trừ khi nào những người không biết nói chuyện thôi. Và chúng ta ở đây đều là những người rất bình thường. Vì thì có việc là gì? Cái việc mà chúng ta nghe và chúng ta ghi nhớ là những cái ngôn từ, những cái câu văn hay chữ đẹp đó, và dần dần trở thành cái câu của mình. Chứ không phải chúng ta sợ copy người ta. Ở đây bất kỳ ai cũng vậy, những cái câu gì hay chúng ta học. Vậy thì cái thay đổi về hình tượng nè, thay đổi về hình tượng, thay đổi về ngôn từ, thì lúc này chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến, tức là chúng ta sẽ ảnh hưởng đến người khác. Người khác sẽ nhìn thấy sự thay đổi mỗi một ngày của mình. Và ở Amway chỉ duy nhất việc là gì? Là đừng thay đổi những người khác mà hãy thay đổi chính mình. Đúng không ạ? Vậy thì nếu chúng ta có được những cái quan niệm này nè, những cái cách nghĩ này nè, chúng ta đang đi cố thay đổi một ai đó là sai. Mà chúng ta hãy cố thay đổi mình. Vì thì sự thay đổi của mình nó sẽ làm cho người khác thay đổi cách nghĩ của họ. Và người ta không tin vào những gì bạn nói đâu. Người ta sẽ tin vào những gì bạn làm và bạn thể hiện. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta cứ không có kỳ vọng vào kết quả. Mà chúng ta đương nhiên là cứ làm đúng việc và thay đổi mỗi một ngày. Cái thay đổi này nó khó lắm cả nhà. Nó thực sự cực kỳ khó. Nó ép chúng ta phải vô một cái thế nào đó. Giống như thay đổi thói quen 5 giờ sáng dậy nghe ghi âm đó. Có ai nó thật là khó cả nhà nha. Cái mà con người ta thích nhất đó là gì? Đó là lười. Và đó là ngủ nướng. Cái thời gian ngủ tốt nhất, đẹp nhất đó là 4-5 giờ sáng, đúng không ạ? Hồi ơi, cái giờ đó lăn qua lắc lại nướng nó đã lắm, đúng không ạ? Để vực dậy được nó là một điều rất khó. Và rất ít ai có thể vượt qua được 1 tháng, 2 tháng hay là 3 tháng. Và nếu bạn vượt qua được điều đó, cái việc đó rất nhỏ nhưng mà nó xây dựng một cái thói quen. Một cái thói quen rất quan trọng. Đương nhiên thời gian quên mất. À ok. Tại vì nói về cái sự thay đổi này nè, làm chủ là chủ động học tập, chủ động thay đổi nè. Vậy thì bạn thay đổi cái gì nữa? Đương nhiên đây là những cái thay đổi từ bên trong chính con người của bạn. Bạn thay đổi sản phẩm tiêu dùng. Ở đây đó chính là gì? Đây chính là sự tự nguyện cả nhà nha. Hãy nhớ chúng ta đang làm kinh doanh hàng tiêu dùng. Nếu chúng ta không thay đổi được những cái điều này, chúng ta sẽ bắt đầu rất khó để làm kinh doanh Amway. Những gì Amway có hãy thay đổi ở nhà của mình đi. Các bạn biết là gì? Một cái buổi hội nghị hay là một cái bữa mà OB thành công á, đó là gì? Đơn giản là ở nhà của bạn thay đổi thôi. Bạn của bạn, người lãnh đạo của bạn có thể hỗ trợ bạn giảng rất hay. Giảng rất hay và chia sẻ rất hay. Nhưng bắt đầu vô cái nhà vệ sinh, vô cái nhà của bạn, bạn nghe chia sẻ về Amway, bạn đang nói về kem răng Amway rất tuyệt vời, đúng không ạ? Vô không thấy kem răng Amway đâu hết, thấy kem răng bê hết, con gắt. Thì lúc đó là sao ạ? Mọi công cốc của người lãnh đạo trở thành công cốc. Chúng ta trước khi đi bán cho người khác, hãy bán cho mình mà. Và chúng ta hãy nhớ chúng ta là ông chủ mà. Chúng ta bán những sản phẩm mà chúng ta không dám dùng thì tốt nhất không nên bán. Đúng không ạ?
Cho nên trước khi bắt đầu làm kinh doanh, nếu bạn không có cách nghĩ đúng thì bạn bắt đầu đã sai rồi. Bạn bắt đầu ngay sai ngay từ lúc đầu và thất bại ngay từ lúc đầu. Chúng ta nói gì không thể nào che giấu được, chúng ta không thể nào nói dốc được, chúng ta không thể nào gọi là gì có thể bây giờ bên ngoài người ta nhìn bạn như vậy đấy, nhưng mà nó thật là gì, cái kim giấu lâu ngày cũng bọc ra thôi. Và chúng ta hãy nhớ kinh doanh này chúng ta làm lâu dài, 5 năm, 10 năm, 20 năm và làm cả đời, chứ không phải là một sớm một chiều. Mà nếu bạn không thay đổi sản phẩm tiêu dùng, đương nhiên bạn biết rằng điều kiện kinh tế mỗi người khác nhau. Có người gọi là gì ạ, kiếm tiền tập trung vào việc cơm áo gạo tiền rất khó. Ở đây chúng ta không bắt buộc phải thay đổi ngay và liền. Vậy thì theo các bạn, những sản phẩm cá nhân gia dụng nó có đáng bao nhiêu tiền không? Những gì trong gia đình của bạn nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Cái đáng tiền nhiều nhất là gì? Ví dụ như máy lọc không khí nè, đúng không ạ? Cái nồi nè. Và cái trà cả nhà dùng gì? Máy lọc không khí và nồi đầu tư có một lần, đầu tư cả đời rồi. Đúng không ạ? Kẹo đánh răng thì bạn đầu tư liên tục, cứ hết là dùng, đó là nhu yếu phẩm. Vậy thì những sản phẩm mà bạn đầu tư một lần là coi như là đầu tư tiêu dùng cả đời, và dùng chính cái đó để làm kinh doanh thì nó rất tuyệt vời. Cho nên khi mà hình dung là gì, cá nhân và gia dụng của Amway có, thì báo vẫn khuyến nghị là thay đổi toàn bộ những sản phẩm đó ở nhà của mình. Còn đương nhiên dinh dưỡng, mỹ phẩm hay là nồi hay là máy lọc không khí thì đương nhiên là gì, nếu để bắt đầu khởi nghiệp theo cả nhà là gì, để bắt đầu làm ông chủ khởi nghiệp bái mới, nó là thay đổi tiêu dùng nha, chưa nói là đầu tư nha. Mà ông chủ chưa nói là đầu tư nha. Vì thì nếu thay đổi hết những sản phẩm của Amway thì nó thật là gì, 3-40 triệu nó không trả đủ đi đâu, đúng không ạ? Nó không đi đâu cả. Đương nhiên điều kiện kinh tế mỗi người khác nhau. Ở đây chúng ta không có cái gì đó áp đặt cả. Nhưng mà bà nói gì là khuyến nghị đơn giản là toàn bộ cá nhân gia dụng bạn nên thay đổi về Amway. Rồi dinh dưỡng, chúng ta muốn có một cái sức khỏe, một cái năng lượng tốt thì thay đổi bộ nền tảng dinh dưỡng cơ bản nè. Chúng ta đi minh họa dinh dưỡng, chúng ta đi chia sẻ dinh dưỡng, chúng ta nói về quan niệm dinh dưỡng. Mà chúng ta không dùng những bộ nền tảng cơ bản, chúng ta không có những dinh dưỡng cơ bản thì chúng ta dùng cái gì, đúng không ạ? Hãy nhớ, bạn trải nghiệm cái gì thì bạn sẽ bán cái đó. Bạn chưa trải nghiệm thì bạn không nên bán. Cho nên bản thân bá là gì ạ? Ở nhà vợ bá dùng mỹ phẩm thôi, bá chỉ dùng ké sữa rửa mặt thôi, chứ thực ra thì bá cũng chưa có đắp hết toàn bộ mỹ phẩm lên mặt của mình. Nên bản thân mình cũng không có gọi là tập trung tư vấn vào mỹ phẩm. Cứ cái gì ok Barcelona cho vợ, đúng không ạ? Vậy thì ở đây là gì, bóng nói gì là đương nhiên tùy vào cảnh điều kiện kinh tế, thay đổi sản phẩm tiêu dùng. Bạn tập trung vào chia sẻ cái gì thì bạn thay đổi. Nhưng bác khuyến nghị là gì, cá nhân gia dụng, còn dinh dưỡng mỹ phẩm, nếu bạn bán son, phụ nữ bán son cho người khác thì hãy nhớ lúc nào phải có cây son, đúng không ạ? Chứ còn đang tư vấn son mà tư vấn mà cuối cùng là gì, bạn đang dùng son ở ngoài thì cũng như không. Bạn nói về làm đẹp, đương nhiên là gì, nó cũng sẽ hơi mâu thuẫn. Rất nhiều người chị em phụ nữ đang ngại, mình không đẹp lắm mà mình đi tư vấn mỹ phẩm, đúng không ạ? Nhiều người hay ngại chỗ đây, mình có mụn, mình có vấn đề về da. Vậy thì đầu tiên trước khi bạn tập trung vào việc bạn đi bán mỹ phẩm, bạn hãy tập trung tút bạn lên đi, đúng không ạ? Bạn bút bạn lên đi, bạn làm cho bạn đẹp lên đi, rồi bạn đi bán, nó đâu có mụn đâu, đúng không ạ? Cho nên thay đổi về sản phẩm tiêu dùng. Còn một ông chủ chắc chắn rằng phải đầu tư. Theo các chị, có cái lĩnh vực gì khởi nghiệp mà không đầu tư không? Rất nhiều người nói Amway vẫn có thể khởi nghiệp từ không đồng. Theo các chị, Amway có khởi nghiệp không đồng được không? Không đồng được không? Tay không đánh giặc hà. Và định nghĩa không đồng là như thế nào? Tức là không bỏ ra, đúng không? Và hãy nhớ, ở cuộc sống này chúng ta đi kiếm tiền, rốt cuộc chúng ta bỏ tiền để làm gì? Để tiêu dùng, đúng không ạ? Bạn không tiêu dùng Amway, giả sử chi phí hàng tháng của bạn là 5-10 triệu bạn tiêu dùng, đây không phải là đầu tư cả nhà nha. Đây không định nghĩa là đầu tư, đây định nghĩa là tiêu sản. Bạn mất, tháng nào bạn cũng mất, tháng nào bạn cũng mất. Thì rất nhiều người suy nghĩ là gì ạ? Làm Amway là phải tiêu dùng, làm Amway là phải bỏ tiền ra. Đây là cái quan niệm sai từ ban đầu. Quan niệm sai thế này. Ông lãnh đạo bảo khởi nghiệp không đồng mà. Bạn đừng đánh răng, bạn đừng tắm gội,
bạn đừng rửa chén, bạn đừng giặt đồ, bạn đừng ăn, đúng không ạ? Bạn đừng uống, sắp tới có nước, bạn đừng hít thở, thì sao ạ? Thì thôi thì xong rồi, đúng không ạ? Tức là đổi địa chỉ, tức là gì ạ? Đừng định nghĩa bỏ ra tiêu dùng, đó được gọi là chi phí đầu tư. Đừng bao giờ bỏ ra, nó bỏ ra tiền tiêu dùng chính là tiền đầu tư. Không phải, tiền tiêu dùng cũng là, bạn không dùng ăn quay, bạn cũng dùng bên ngoài, cho nên nó cũng gọi là không đồng. Kiểu gì cũng mất mà. Nhưng cái khác biệt là gì? Là mình dùng cái này mình không có mất, mình có thể kiếm được tiền. Mình có thể kiếm được tiền từ cái việc tiêu dùng đó. Còn đầu tư là gì? Đầu tư đó là bạn bỏ ra một cái số vốn để bạn mua một số sản phẩm để bạn có thể bán được nó, thì nó mới được gọi là đầu tư. Đúng không ạ? Đúng. Chứ còn đầu tư bỏ ra tiền tiêu dùng không phải là đầu tư. Một cái người làm chủ mà chỉ nói vậy, ơ tôi cũng bỏ ra tiền tiêu dùng mà, bạn chưa phải là, bạn chỉ là người tiêu dùng thôi. Còn nếu bạn xác định làm chủ đầu tư thì ở đây là gì ạ? Đầu tư nhiều hay ít là tùy vào điều kiện kinh tế này. Giả sử bạn tiêu dùng, giả sử bạn tiêu dùng khoảng 50 triệu, nhưng bây giờ bạn muốn tập trung bán cái gì đó, đúng không ạ? Bạn bán cái gì đó thì bạn phải có một cái sản phẩm dư ở đó, đúng không ạ? Có nhiều người nói em quay là không cần phải gọi là gì ạ, đầu tư để bán hàng, mở cho họ cái thẻ để họ đi mua cũng như vậy, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ có rất nhiều trường hợp khách hàng họ nghe xong họ hưng phấn, họ muốn mua ngay thì sao? Rồi thôi để mai ta lên công ty ta lấy về giao cho bạn. Ok cũng được. Nhưng mà bạn gặp 10 người thì chỉ có một người đồng chờ bạn thôi. 10 người mua hàng mà để bạn bán được 10 người mua hàng, bạn phải gặp 100 người. Vậy thì chắc chắn rằng người đó sớm muộn gì là gì ạ? Là cũng làm không ra kết quả thôi. Vậy thì ở đây là gì ạ? Bác không khuyến nghị nhiều, mà chỉ đơn giản là gì? Nếu chúng ta bán kem răng ở nhà chúng ta có dư cho kem răng, nếu ta bán sữa tắm ở nhà chúng ta có dư chai sữa tắm, nếu ta bán máy lọc không khí nhà chúng ta có dư cái máy lọc không khí, nếu ta bán cái nồi ở nhà chúng ta có dư cái nồi, xong. Để làm gì? Để khi mà ai đó muốn, hãy nhớ là hãy bán luôn. Hãy bán luôn. Còn nếu họ muốn làm thẻ hôm sau, có chuyện làm thẻ mua hàng tích trữ sao? Hãy nhớ là gì? Chúng ta đã nói gọi là quan niệm của ông làm chủ, tức là bạn mở cửa hàng kinh doanh ra thì chúng ta phải có một vài sản phẩm để chúng ta có thể lưu thông mà. Bạn xây dựng 20 khách hàng thường xuyên mà. Bạn lấy sản phẩm tiêu dùng ở nhà của bạn, bạn đem demo. Nhưng bạn phải có, giả sử có ai đó muốn mua thì bạn phải có một hai món ở nhà. Bạn cần thì bạn đưa cho họ dùng luôn. Đúng không ạ? Đúng. Thì đó mới gọi là kinh doanh, là mua và bán. Còn đây là chúng ta chia sẻ thì đó là khác. Nếu bạn muốn có một kinh doanh hiệu quả và tốt thì nên có một hai sản phẩm, đầu tư nhiều ít là tùy điều kiện kinh tế. Tùy vào điều kiện kinh tế. Và thầy chúng ta nói gì? Tiêu dùng 3 đến 40 hay là 40 đến 60 sản phẩm thì bác không nói. Đây được gọi là chi phí về đầu tiêu dùng thôi. Chúng ta cũng dùng mà. Còn cái việc đầu tư mua và bán thì khuyến nghị giả sử là 6%. Tùy vào điều kiện. Nhưng mà chúng ta hình dung là gì? Cái kinh doanh năm quay chúng ta không có mất tiền nha. Hàng hóa chúng ta lưu giữ đây, nếu chúng ta cảm thấy chúng ta không làm được nữa, chúng ta trả lại cho Amway, chúng ta nghỉ, chúng ta vẫn lấy được 90% giá trị hàng hóa. 10% thuế đóng rồi là mình, chúng ta không lấy được nhà nước thu rồi. Còn những hàng tiêu dùng này bạn khui ra rồi mà bạn cảm thấy dùng không có hiệu quả, không như những người nói, Amway vẫn cam kết nhận lại hàng mà. Vậy thì bạn có mất không? Không. Bên ngoài bạn ra bạn mua cho kem răng á, bạn đem trả cho tạp hóa là thì sao? Ừ, sách dép chạy không kịp đó, đúng không ạ? À, mày khui ra rồi mày dùng rồi mày trả lại cho tao. Bên ngoài không có đâu, mà chỉ có Amway. Cho nên bạn hình dung là gì? Đầu tư ở Amway không rủi ro. Không có rủi ro. Ở bên ngoài bạn mua cái xe nước mía, bạn bán rồi, bạn bán được thì bạn thanh lý lại nhiêu? À, mất bà nó rồi, đúng không ạ? Mất 5-6-70% rồi. Vậy thì bên ngoài rủi ro hơn hay là bên Amway rủi ro hơn? Cho nên nhiều người họ chưa có một cái quan niệm đúng nè. Họ chưa có một cái tư duy đúng. Làm chủ ở Amway nó sướng lắm, đúng không ạ? Nó rất sướng. Hạn chế cái mức rủi ro thấp nhất có thể cho bạn. Cho nên nếu chúng ta xác định, chúng ta nắm bắt cái sự nghiệp này, hãy nhớ đây là sự nghiệp. Nắm bắt cái sự nghiệp này thì chúng ta làm ông chủ, thì những cái điều cơ bản thay đổi làm chủ này nè, nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Thay đổi sản phẩm, thay đổi và đầu tư cho mình một ít sản phẩm tùy vào điều kiện kinh tế. Bác không có nói bao nhiêu, bác vẫn khuyến nghị là gì, đơn giản là gì, thực ra 6% chỉ đầu tư
một vài món thôi. Cá nhân gia dụng là đầu tư 2-3 triệu gì đó rồi, dinh dưỡng đầu tư 1-2 bộ gì đó rồi. Tuy nhiên bạn đầu tư một cái nồi thì nó nhiều hơn, bạn đầu tư cái máy lọc thì nó hơn, đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta phải đầu tư ra? Bạn đầu tư ra bạn sẽ có cái động lực để bạn đi bán và bạn sẽ kiếm được tiền. Nếu bạn không xây dựng 5 cửa 6 tướng, là không xây dựng được 20 khách hàng thường xuyên thì làm gì có tiền, đúng không ạ? Và chỉ tập trung mỗi việc đi bảo trợ. Tại sao cửa thứ tư mới là cửa đi bảo trợ? Thầy không bắt chúng ta phải đi bảo trợ ngay, không bắt chúng ta phải tuyển dụng ngay, mà chúng ta phải thay làm đúng theo 5 cửa của thầy. Vậy thì để hiểu được 5 cửa đó thì bạn phải có cái quan niệm làm chủ cho đúng. Đây chính là cái nòng cốt cốt lõi. Nhiều người biết rằng điều kiện kinh tế tài chính khác nhau, nhưng nếu chúng ta khởi nghiệp Amway, hình dung là gì? Khởi nghiệp Amway để có thể bạn kiếm được rút của bạn muốn cái kết quả Amway là bao nhiêu? Có phải chúng ta đang muốn kết quả là Diamond hay là Emerald thu nhập khoảng 100 triệu tháng đi? Thì nếu cả nhà đầu tư vào truyền thống để có thu nhập 100 triệu tháng thì theo đầu tư như thế nào? Không ai dám đi làm, hoặc không ai dám nghĩ đến cạnh đó, đúng không ạ? Bạn hãy nghĩ những cái quán cà phê, quán coi đi, để họ kiếm được 100, 200 triệu tháng, hay là những cái quán cà phê bình thường kiếm 100, 200 triệu tháng đi. Họ đầu tư bao nhiêu tiền? Nó nhiều lắm. Đơn giản là bán cái quán phở thôi, đây anh Vinh, chị Thảo rồi, đúng không ạ? Đầu tư quán phở không bao nhiêu tiền? Tháng kiếm 100 triệu, cài sóc ốc lên, đúng không ạ? Cài ngày, cài đêm. Vậy thì hình dung là gì? Ở Amway, đầu tư 6% đầu tư tiêu dùng này, nó cũng không đáng là bao nhiêu, đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà chỉ đơn giản là gì? Là bạn có để bạn lưu thông. Và nếu ai đầu tư đầu tháng thì gần như nếu bạn bán hết thì cuối tháng bạn xây lại. Thì nó thật là gì? Là 9% bạn đã kiếm được khoảng 4 đến 5 triệu rồi, đúng không ạ? Đúng. Ai nói Amway làm kiếm không có tiền? Bên ngoài nhiều người nói Amway kiếm không có tiền là vì đơn giản là gì? Là họ có làm đâu mà có tiền. Hàng có sẵn mà không bán, kỹ năng có cổ không học, mọi thứ cổ không học và cổ không làm thì làm gì có tiền, đúng không ạ? Bạn kiếm không được tiền ở Amway là vì bạn không có làm. Bạn cũng có đầu tư đâu, tiêu dùng cũng không đầu tư, sản phẩm kinh doanh cũng không đầu tư, đi nói bằng nước bọt. Vậy thì bán cái gì? Lãnh đạo đi giúp bạn cũng giúp được cái gì? Hẹn khách hàng ra gì? Chia sẻ cho đã tốn tiền cà phê xong đi về, đúng không ạ? Hoặc là bạn đi làm đã xong uống gục tốn chi phí, nhưng mà khi người ta muốn mua lại không có sản phẩm để bán, thì lúc này có phải rằng là gì? Là chúng ta đang đi bỏ muối vô biển rồi. Chúng ta đi làm những việc là gì? Nó không tạo ra cái kết quả. Cho nên hãy nhớ, làm chủ cho đúng cách. Thì cái quan niệm làm chủ này nó là cái điều cốt lõi. Mà thầy Phó Hậu Kiên nói rằng là gì? Thực ra những cái quốc gia mà đang phát triển á, những cái quốc gia đang phát triển họ rất cần cơ hội, nhưng mà họ thay đổi chậm là vì sao? Là vì cái quan niệm này. Những quốc gia mà phát triển nhanh là họ có quan niệm làm chủ sớm. Và nếu chúng ta hình dung là gì? Chúng ta ngộ ra toàn bộ đối tác chúng ta đều họ hiểu được rằng cái quan niệm làm chủ này thì có phải là gì? Bạn cũng khỏe, đúng không ạ? Bạn tuyển 100 người vô học xong BTC giảng về quan niệm làm chủ, học vì hiểu rằng họ làm chủ, có bạn hay không có bạn họ cũng làm thì sao ạ? Tức là bản thân chúng ta hình dung là gì? Là ai cũng làm giống nhau đúng một việc này thôi. 100 người mỗi người 600 xong, đúng không ạ? Là gần như cái hệ thống bạn nó sẽ chạy rất tốt. Vậy thì đây là cái quan niệm nòng cốt mà bác muốn giảng cho tất cả các anh chị. Vậy thì cái điều tiếp theo, thời gian nó có hạn, hôm nay giảng cho người mới. Thứ hai bác muốn giảng đó chính là thái độ. Cách nghĩ nào quan trọng? Nghĩ mình đang là ông chủ và thái độ. Cái thái độ trong Amway quan trọng nhất đó chính là tích cực. Gọi là bạn phải thể hiện được, tức là gì ạ? Khi chúng ta gặp chuyện gì xảy ra với chúng ta, đây chính là một thói quen rất quan trọng nè. Nếu chúng ta phản ứng, tức là cái thái độ mình là cái việc mà mình phản ứng lại khi mình gặp một vấn đề, đúng không ạ? Khi chúng ta gặp vấn đề chúng ta phản ứng nó như thế nào thì đó được gọi là thái độ bạn thể hiện ra. Vậy thì tích cực là gì và tiêu cực là gì? Ai cũng hiểu, đúng không ạ? Ai cũng hiểu hai điều này. Nhìn cái mặt buồn buồn là hơi tiêu cực rồi, đúng không? Và đôi khi là gì ạ? Nhìn bạn là biết bạn đang như thế nào, và bạn nói ra là biết bạn có tiêu cực hay tích cực hay không. Khi một cái việc gì đó nó xảy ra với chúng ta thì lúc này là gì ạ? Là chúng ta sẽ có hai cái hành vi thể hiện
thái độ tiêu cực hay thái độ tích cực. Và cái người làm quay cũng vậy. Các bạn biết cái khó nhất của làm quay nó là gì không? Cái khó nhất của Amway nha. Không. Đúng rồi đấy. Nhìn sắc mặt của người khác. Nhìn cái khuôn mặt của người khác. Nếu bạn gặp một ai đó cái mặt khổ qua thì sao? Ừ. Là bạn mất cảm xúc đúng không ạ? Đang hưng phấn cao trào, tự nhiên về con vợ nó nhăn nhó đùng mặt đóng cái rồi xong. Tức là cái cảm xúc của người khác nó hay chi phối cái cảm xúc của mình. Mà nó chi phối bởi bạn tiêu cực hay là tích cực. Thì làm quay chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi gặp người khác á, gặp cái người dễ tính à, chúng ta còn vui vẻ. Gặp cái người khó tính thì sao? Chúng ta cũng lo lắng và chúng ta cũng sợ hãi và chúng ta đôi khi là gì ạ? Cũng gặp vấn đề. Rồi khi mà gặp người lãnh đạo, ông lãnh đạo hở ra cái ông lãnh đạo la hay ông lãnh đạo mắng hay ông lãnh đạo quát. Thực ra người lãnh đạo không có quyền điều đó. Nhưng mà đương nhiên là gì ạ? Con người không ai hoàn thiện. Chắc chắn rằng người lãnh đạo ngày hôm qua chắc bị vợ mắng, đúng không ạ? Hôm nay mặt ông không vui, ví dụ như vậy. Vì thì cái việc xảy ra với chúng ta sẽ đón nhận nó như thế nào nó rất quan trọng. Chuyện mà xảy ra nó không như ý muốn của bạn thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Và ở Amway không có cái gì là suôn sẻ đâu. Bạn luôn luôn có nhiều cái trắc trở và thử thách. Vậy thì thái độ của bạn có tích cực hay không, bạn đối diện với nó có tích cực hay không, nó chính là quyết định cái kết quả của bạn. Mà cứ mỗi một lần bạn gặp vấn đề bạn lại tiêu cực, bạn gặp vấn đề bạn lại tiêu cực, bạn gặp vấn đề bạn lại tiêu cực, thì kinh doanh của bạn sớm muộn cũng tiêu luôn. Tại vì thực ra cái kinh doanh Amway nó không có khó. Nó khó nhất đó là cảm xúc con người không làm chủ được. Cái làm chủ có thể giảng thể làm chủ cảm xúc nhưng mà nó dài lắm. Thì cảm xúc ở đây là gì? Cảm xúc tiêu cực hay tích cực? Chúng ta không phải là thánh. Chúng ta vẫn có lúc vui có buồn là chuyện bình thường đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cái cách chúng ta ứng xử và đón nhận những cái điều nó không tốt đối với mình, nó là một cái thói quen. Và thực sự bác vô cùng cảm ơn môi trường này, cảm ơn Đại học Thành Công, cảm ơn hơn 10 năm qua bác rèn luyện một cái thói quen, đó là phải biến những cái gì xảy ra với mình tiêu cực nhanh chóng trở thành tích cực. Nhanh chóng trở thành tích cực. Kể cả người lãnh đạo cũng cần phải có điều này cả nhà nha. Kể cả lãnh đạo lâu năm cũng vậy, phải nhanh chóng đón nhận những cái điều gì đó mà phản ứng với mình nó trở thành tiêu cực. Không được sân, không được si, không được tức giận, không được có người đang cười, không biết ai suy nghĩ thì cười đúng không ạ? Nhộn nhộn cười cũng được. Tức là bác nói điều là gì ạ? Là hãy tự làm chủ cảm xúc của mình. Ai đó làm trái ý mình thì mình hay sưng lên đúng không ạ? Ai đó nói nó trái ngược với gì bạn nghĩ bạn hay sưng lên. Vì thì cuối cùng bạn là người phải đón nhận cái hậu quả của cái việc sưng đó. Gốc tự do trong tế bào bạn quá nhiều lên, sưng lên mà, đúng không ạ? Sưng lên thì rối loạn mọi thứ, bệnh cũng đến từ cái việc bạn sưng lên. Rồi đồng thời là gì ạ? Bạn lánh xa người khác sẽ lánh xa bạn. Người khác sẽ rời xa bạn khi mà tiêu cực của bạn, con người của bạn quá tiêu cực. Không ai thích gần người tiêu cực đúng không ạ? Và bạn tưởng tượng bạn mà lúc nào cũng hành vi thái độ bạn tiêu cực thì tiếng dưới của bạn có theo bạn không? Không. Bạn gặp ai bạn cũng trách móc, bạn gặp ai bạn cũng kể tiêu cực người này, bạn cũng kể tiêu cực người kia, bạn cũng nói tiêu cực ở chỗ này, bạn cũng nói tiêu cực ở chỗ khác, thì theo bạn có ai muốn gần với bạn không? Vì thì bạn làm kinh doanh Amway để làm gì? Bạn xây dựng cái hệ thống ra, xong cuối cùng là gì? Bạn tối ngày suốt ngày đi tiêu cực và gặp vấn đề gì bạn cũng tiêu cực, thì rốt cuộc thôi nghỉ Amway sớm cho nó khỏe đi. Đương nhiên ở đây là gì? Chúng ta phải thay đổi từ từ cả nhà nha. Tức là có thể hôm nay chúng ta gặp vấn đề đó, người lãnh đạo chắc chắn là người lãnh đạo sẽ bao dung. Người lãnh đạo là phải có tính bao dung rồi. Họ phải bao dung, họ sẽ bỏ qua và họ cố thay đổi mình. Nhưng mà dụng tâm một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, nhiều lần mà bạn vẫn như vậy thì rất khó. Tại sao ngài Rick có, tức là tại sao có cuốn sách 10 câu nói vạn năng, bạn có đọc chưa? Xin lỗi tôi đã sai. Đúng không ạ? Cảm ơn, xin lỗi. Và nếu mình đương nhiên là có những lúc mà mình biết rằng mình cũng không hoàn thiện, mà mình biết mình nhận mình sai,
thì đó là bạn đang thay đổi đấy, bạn đang thay đổi tích cực đấy, chứ không gì cả. Vậy thì cái việc mà thái độ tiêu cực hay tích cực này nó quyết định cái kết quả của bạn. Nhưng mà cái con người không ai hoàn thiện, và bác hy vọng rằng chúng ta sẽ dần dần thay đổi mình trở về bên đây nhiều hơn. Có thể cái gốc của mình chưa thành công là vì mình tiêu cực nhiều hơn, nhưng dần dần chúng ta sẽ thay đổi về cái này. Con người không phải là thánh, mà nhưng mà dần dần chúng ta sẽ thay đổi. Vì Amway là kinh doanh con người đúng không ạ? Kinh doanh con người, mà con người phải hoàn thiện. Thầy bảo là gì? Người tốt mới làm kinh doanh tốt. Và chúng ta chưa biết hệ thống chúng ta như thế nào, mà chúng ta đến vào đây nè, chúng ta vào cái hệ thống làm sao để cho nhiều người giúp mình đây, đó là yếu tố cốt lõi này. Làm sao để người nhiều người quý mình và giúp mình, chỉ cần mình nhắc điện thoại lên mình gọi một cuộc thôi. À, em là Cường nè, em là Vũ nè, em là Dũng nè, em là ABCD nè. Thì sao ạ? Wow, họ rất thích bạn, họ rất quý bạn. Vì bạn rất nhiệt tình, vì bạn rất tích cực, vì bạn lúc nào cũng có trạng thái và hưng phấn. Thì lúc đó người nào cũng muốn gặp chúng ta và giúp chúng ta, đúng không ạ? Còn gặp bạn ngày nào cũng nhăn nhó, ngày nào cũng kêu ca, ngày nào cũng than vãn, ngày nào cũng rên rỉ thì sao ạ? Thì thôi tao né xa ra cho nó rảnh hơi, gần bạn mình chết trước á, đúng không ạ? Gần bạn biết là mình cũng hết chịu nổi rồi, mình đâu phải là thánh đâu. Cho nên hãy nhớ thay đổi cái này. Nếu muốn nhiều người hút vào mình thì phải thay đổi cái này. Chuyện gì xảy ra cũng tốt, được không ạ? Chuyện gì đến với mình cũng tốt. Ngày hôm nay có rớt mất tiền hay gì đó cũng được, không sao, đúng không ạ? Của đi thay người. Ngày hôm nay đi ra máy bay có delay 5 tiếng đồng hồ cũng mừng. Mai là nó delay ở đây, chứ nó delay trên không là chết bà luôn, đúng không ạ? Đấy. Tức là chuyện gì cũng nghĩ ra được. Chuyện gì xảy ra nó cũng là bài học và tích cực. Hôm nay có gặp ai đó chia sẻ từ chối cũng không sao, ok. Tích lũy đem vào kim tứ đồ, ở lộn vào bách chiến đồ 100 người rồi, ít lại rồi. Tức là khi bạn làm việc gì mà không như ý muốn thì hãy cảm ơn cuộc đời đã cho chuyện đó xảy ra, cảm ơn. Vì nó đã xảy ra sớm rồi, chứ xảy ra muộn hơn là cũng không được, đúng không ạ? Trên làm quay người ta nói gì là đôi khi chúng ta, nó có nhiều cái vô gọi là gì, nó hay lắm, nó hay đến nỗi mà mình cũng biết. Nó thật, nếu không có âm quay chắc mình cũng ly dị lâu rồi. Vì xin lỗi, vì ba đứa con ở nhà nó đủ thứ chuyện lắm, đúng không ạ? Và về vợ nó không làm âm quay nhiều, nó chỉ ở nhà tối ngày. Mà biết cái trả nhà biết là phụ nữ stress sau khi sinh thì sao ạ? Ở đây phụ nữ biết đúng không ạ? Quạo quọ, cau cấu, nhăn nhó và đủ thứ chuyện. Nếu bạn không suy nghĩ tích cực, xin lỗi, bạn sống không nổi đâu. Và lúc bạn khó khăn, bạn nghèo khó, túi bạn không có tiền á, thì bạn suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, thì lúc đó là sao ạ? Đầu chúng ta không sáng được, đầu chúng ta bị rối lắm. Thì sao ạ? Thì thôi rồi, bye bye. Nhiều người ngưng em quay. Ừ, hôm nay em đủ thứ chuyện gia đình hết á, chắc thôi em tạm ngưng thời gian, em giải quyết ổn thỏa cái việc gia đình cái đã rồi em đi làm. Bạn lánh xa cái môi trường tích cực này, xin lỗi với bạn là gì, ổn không nổi đâu. Bạn đến đây á, bạn còn chữa lành được. Ừ, sáng ai đọc cái status cái chữa lành như là cái strength đúng không ạ? Và bác hay, cái từ đó cũng rất hay đó. Mình tự chữa lành chính mình không bằng cách nào khác. Bạn phải hòa nhập vào cái môi trường có những cái tần số tích cực, có những cái nguồn năng lượng tích cực, nó sẽ tự chữa được cho bạn. Còn xung quanh bạn, nên xin lỗi là gì, ở ngoài bạn gặp 10 người, xin lỗi bạn có ai tích cực không? Có, không nói không được, nhưng nó không nhiều. Và họ chữa họ còn chưa xong nữa, chữa cho bạn cái gì, đúng không ạ? Hãy đến đại hội thành công. Đại hội thành công chính là nơi tự chữa những vết thương của bạn. Hội nghị chính là nơi tự chữa lành vết thương của bạn và giúp cho bạn mạnh mẽ hơn. Ai rời xa hội nghị chính là người đó sắp rời xa cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại sao no meeting no Amway? Vì Amway đến đây sẽ giúp cho cuộc sống ta trở nên tốt đẹp. Slogan Amway là nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Bạn đến đây chỉ có những người tích cực thôi, nó không có những điều tiêu cực. Đương nhiên tiêu cực trong cuộc sống đều có, và trong Amway cũng có nha. Nhưng mà mọi người đều cố phải thay đổi trở nên tích cực. Cho nên quan niệm mà làm chủ là cái việc tìm thấy gì hả chị? Tìm thấy sắp hết giờ. Rồi, thật ra tiêu cực tích cực thì giảng lâu lắm đúng không ạ? Nhưng bà muốn nhắn nhủ gì là gì?
Cái điều thành công nhất của bá bây giờ không phải kiếm nhiều tiền, không phải là có nhiều tiền hay là có cái gì cả, mà đó là bá có được cái này. Bá có được cái cách nghĩ. Khi bá gặp một cái chuyện gì đó, bá gặp một đối tượng gì đó, bá gặp một vấn đề gì đó, và tiếng dưới mình gặp một cái chuyện gì đó, mình cũng biết cách suy nghĩ tích cực. Mình hiểu được họ, mình đồng cảm với sự tiêu cực đó, và mình cố để thay đổi, động viên họ tích cực hơn. Bạn không tích cực thì không động viên người khác tích cực được, đúng không ạ? Bạn mà trong lòng bạn có quỷ thì xin lỗi với bạn là gì, miệng của bạn toàn là dao với gươm thôi. Bạn phát ngôn ra và bạn sân si, bạn bừng, bạn nóng thì điều đó là gì ạ? Điều đó bạn chưa phải là người tích cực. Cho nên chúng ta hãy cố luyện cái này và động viên nhau được không ạ? Nếu chúng ta tích cực thì mới có năng lượng để làm việc. Nếu chúng ta có tích cực thì chúng ta mới có trạng thái và chúng ta mới có hy vọng. Còn về nhà mà tối ngày tiêu cực thì thôi rồi, lượm ơi, đúng không ạ? Và muốn ai tích cực thì sao? Dẫn họ đến đây nè, đúng không ạ? Dẫn họ đi hội nghị nè, dẫn họ đi học nè, dẫn họ đi gặp những người lãnh đạo tích cực nè, để chữa lành cho họ thôi, đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy thì mười lăm phút. Rồi, còn 2 phần nữa thôi. Phần số 3. Thực ra cái này là nãy bác cũng giảng rồi, đó là quan niệm về hệ thống. Thì nãy bác giảng là hệ thống nó quan trọng như thế nào ha, thì bác cũng nói nhanh điều này thôi. Hãy nhớ, hệ thống là nòng cốt. Và nếu chúng ta hệ thống có thể phát triển được hay không á, thì cần duy nhất việc của các chị là gì? Đó chính là cho đi. Không, cả nhà tưởng tượng là gì ạ? Hệ thống hình thành ra không có ai giỏi cả. Và mỗi một cá nhân ở đây chúng ta đều có một ưu điểm. Chúng ta cho đi được cái gì chúng ta hãy cho đi. Và chúng ta phải biết ơn hệ thống. Biết ơn bằng cách nào? Bằng cách là cho đi. Là bạn góp sức xây dựng cái hệ thống Rado 5A của chúng ta. Cái này đó là cái quan niệm đấy. Cái này nó là nòng cốt. Nếu bạn không góp sức cho đi, không biết ơn nè, không biết cảm ơn nè, đúng không ạ? Không mang ơn và không cho đi, và không cùng nhau đồng hành xây cái này, thì kinh doanh này của bạn nó không trường tồn được. Cho nên ai cống hiến được gì, từ làm DJ, làm MC, làm trật tự, làm sót vé, và đến sớm sắp xếp bàn ghế mọi thứ. Tức là chúng ta có một cái ý niệm từ ban đầu là chúng ta cùng nhau tạo nên một cái môi trường tích cực, tạo nên một cái môi trường, một cái hệ thống thực sự có văn hóa, có giá trị và thu hút được mọi người, thì không có một cá nhân nào đó mà mỗi một phần tử cùng cho đi. Nên tại sao các lãnh đạo vào đây phải bỏ, kể cả các lãnh đạo đứng đây giảng tiền cũng phải tốn tiền nè, và kể cả đi đại hội công các lãnh đạo cũng phải bỏ tiền, và các lãnh đạo còn làm nhiều hơn vì các lãnh đạo phải làm gương cho đi trước. Và đương nhiên ở đây chúng ta không đơn thuần chỉ là những người nhận. Đôi khi có nhiều người nghĩ là gì, mình mới quá cho gì giờ, mình không biết gì hết mình cho gì giờ. Theo các bạn cho gì? Đấy. Ai cũng có giá trị hết á. Ai đến sớm sắp ghế nào cho đi không? Có. Sắp xếp gọn gàng, tập trung vào học tập, cần phụ gì được phụ, đúng không ạ? Không nhất thiết phải người giao nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ rồi bắt đầu mới làm. Còn cái việc là gì? Việc chúng ta đại hội thành công hay là hội nghị trung tâm hay là hội nghị gì đó mà chúng ta có thể góp mặt được là cũng là cho đi rồi. Hội nghị gia đình mà nhiều người nghĩ là gì, thôi thiếu mình chắc không sao đâu. Ai cũng nghĩ vậy, cuối cùng tổ chức ra không ai đến hết, đúng không ạ? Vì thì bạn có mặt cũng là bạn đã cho đi rồi. Nếu trong đây ai cũng nghĩ là thôi hôm nay thiếu mình không sao thì sao ạ? Có mình đứng đây giảng cho ai nghe. Vậy thì từ cái cách nghĩ đó, cho đi cũng vậy. Bạn hãy nhớ bạn có mặt là đã rất tốt rồi. Tràng vỗ tay của bạn đã rất tốt rồi. Bạn xếp được một cái ghế cũng đã rất tốt rồi. Rồi, thực ra đương nhiên là những đề về hệ thống nó là có quá trình lâu dài. Vậy điều cuối cùng đó chính là những điều cấm kỵ. Bác hay nói gọi là 10 điều cấm kỵ. Cấm thì sao ạ? Cấm là không được làm, đúng không? Cái này là nó rất nghiêm trọng.
Nó rất nghiêm trọng cả nhà nha. Đã gọi là từ cấm, 10 điều cấm kỵ của hệ thống, chúng ta tuyệt đối phải tuân theo. Mà bác hay giảng quên những điều thứ 9, thứ 10 lắm nha. Rồi, đầu tiên là gì? Đó là bán phá giá. Bán phá giá mới cấm kỵ, còn không bán phá giá là không có cấm kỵ nha. Bán phá giá. Quy tắc của chúng ta, Amway có một quy tắc không nhân nhượng. Nếu có bằng chứng và thu đủ chứng cứ ai đó bán phá giá thì mã số vĩnh viễn bị cắt, không bao giờ có thể làm được Amway. Anh tự cho phép anh tới 10 giờ lận. Vì anh tổng giám mà. Bán phá giá cả nhà nhớ, Amway niêm yết giá nào bán giá đó được không ạ? Rồi. Thứ hai là gì? Tình yêu. Hay là dùng chữ tình á, không? Nhưng mà không có chữ yêu thì cũng không được. Amway là tình, trong đây là đương nhiên chúng ta phải sống với nhau bằng tình nó mới lâu dài đúng không? Nhưng mà nhớ tình thôi chứ đừng có yêu nha. Trong đây cấm kỵ là gì ạ? Là chúng ta cứ gặp vào đây làm sự nghiệp chứ không phải vào đây để yêu. Ai độc thân thì không cấm nha, nhưng mà cấm yêu lúc 5-6 người nha. Còn 2 người không cấm à? Tức là ở đây là gì ạ? Đương nhiên nếu chúng ta xác định đây là một sự nghiệp thì chúng ta hãy tập trung vào sự nghiệp. Còn hôm nay yêu nó chi phối cảm xúc rất nhiều. Hôm nay yêu đứa này, ngày mai yêu đứa kia. Còn mấy ông mà bà mà có gia đình rồi thì yêu là chết nữa nha. Là bị cắt á, tức là bị công ty có thể không cắt nhưng mà hệ thống sẽ trục xuất các anh chị. Là hệ thống sẽ không nhân nhượng đối với những người là gì ạ? Đi vào đây để quấy rối thôi. Bạn khổ là tưởng tượng là gì ạ? Giả sử đơn giản là lãnh đạo có một nhánh 12-15%. Có một ông ABC ở một cái nhánh ngang khác, hai người đang yêu nhau. Thì sao ạ? Rốt cuộc ông này lôi bà kia về hay là bà kia lôi ông này về? Tại vì yêu kết hôn thì phải cắt một mã số đúng không ạ? Cắt một mã số thì sao? Giả sử như là anh Vinh có một tiếng dưới, bà có một tiếng dưới. Đương nhiên chúng ta không cấm được điều này, nhưng mà báo nói luôn là gì? Là đương nhiên cuộc đời duyên phận nó không nói được nha. Nhưng nếu hai người yêu nhau thì chúng ta sẽ gây ra một vấn đề là gì? Là chắc chắn sẽ sớm muộn cũng mất. Nhưng mà điều đó không sao. Nhưng mà không có gia đình thì còn có thể được. Nhưng mà có gia đình rồi thì là nguy hiểm. Mà đương nhiên là gì? Yêu thật lòng để cưới thì lại là khác. Còn yêu để cho xong vui vẻ xong mà bỏ bye bye yêu người khác là không được. Bạn mà chỉ cần vào đây bạn yêu 2-3 người, bạn bỏ và bạn làm cho có rối loạn lên thì xin lỗi với bạn là gì? Đây là điều cấm kỵ. Hãy nhớ làm sự nghiệp đừng có yêu ở chỗ này. Thành công đi rồi cưới. Lên la thì nên được giữ mã số mà. Nên bạn thành công đi rồi cưới. Được không ạ? Thành công rồi cưới. Rồi, vấn đề thứ ba đó là gì? Cướp tuyến. Cướp tuyến là sao? Bỏ thằng kia đi, qua lấy anh. Đúng không ạ? Tức là người ta kết hôn rồi á, người ta làm thẻ rồi á, bạn kêu người ta quỷ thẻ đi qua làm với mình. Thì đây gọi là cướp tuyến trắng trợn. Là không được. Trong nhà với nhau đừng bao giờ bạn chơi với người này thân, bạn chơi với người kia thân cũng đầu thời gian là gì? Thôi đừng làm với thằng bá nữa, hay đừng làm với Đức Anh nữa. Đức Anh nó có gì đâu làm. Qua làm với tao nè. Thì hệ thống không nhân nhượng đối với những người cướp tiếng điều đó. Bạn ở trong một nhà mà bạn làm như vậy, tại vì đơn giản cướp tiếng Amway nó là điều rất nghiêm trọng. Bạn không hiểu được cái mức nghiêm trọng của nó. Rất nhiều người hay lách luật và làm sai nó. Và hãy nhớ là gì? Ai đã kết hôn rồi thì hãy nhớ động viên khích lệ họ. Đừng bao giờ, kể cả trong hệ thống này có ai xin mình làm Amway, mình cũng không cần. Tại vì cái gốc của người đó đã không tốt rồi, đã vong ơn bội nghĩa cái người sinh ra mình rồi. Tại vì quan niệm làm chủ có vấn đề nè, tư duy tiêu cực có vấn đề nè, không ghét ông tiếng trên, ghét ông tiếng dưới, ghét người này, ghét người kia, không thích làm với người này nữa, cắt hủy qua người khác. Sớm muộn gì bạn đang đón rác về nhà đấy. Gốc bạn đã không tốt rồi, bạn hay đơn giản bạn chưa hiểu được cái nhân này là của bạn mà. Mà nhớ là gì, cha mẹ mình sinh ra thì vẫn cả đời vẫn là cha mẹ của mình. Còn lại cha mẹ mình có giúp mình thành công hay không, không quan trọng. Hệ thống giúp mình mà. Cho nên vấn đề là gì? Cướp tiếng. Và ví dụ một trường hợp, giả sử bản thân bá có người bạn thân tên là A. Giả sử Đức Anh gặp thằng A này. Bá chưa làm thẻ này nhé, bá chưa chia sẻ thằng này nhé. Đức Anh gặp thằng A này chia sẻ nó xong,
dẫn thằng A này đến đại hội thành công. Và thằng A này muốn làm em quay đại hội thành công xong lại gặp bác. Xong rồi, ú Đức Anh lạ quất à. Ô tao không làm Đức Anh đâu, tao làm với mày. Thì lúc này bạn đón nhận không? Nó bằng mọi quyết là gì? Mày không bảo trợ tao, tao vĩnh viễn cũng không làm với thằng Đức Anh này. Tao chỉ thích làm với mày thôi. Làm không? Đức Anh cho anh làm không? Ví dụ Đức Anh cho bạn có làm không? Không được làm. Không được làm. Vì sao? Vì đây là người này sinh ra, không phải bạn sinh ra. Họ đã dẫn đi đại hội thành công nha, và giúp cho người này hạ quyết tâm và hiểu quay. Còn đương nhiên là gì, Đức Anh có thể chia sẻ, nhưng mà giả sử 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó họ không biết gì hết, sau đó vô tình bạn gặp lại, bạn chia sẻ và bạn giúp dẫn người này đến đại hội thành công thì nó lại khác. Chớ còn cái người này đang cố theo sát và dẫn dắt và giúp cho người này nhìn và hiểu em quay, và bạn chả biết gì, tự nhiên bạn ở không ngồi vô bạn hưởng à. Vì đây là quy tắc cấm kỵ. Ở đây không có cái điều này xảy ra ở đây được. Tức là chúng ta hãy tôn trọng, và hãy tôn trọng cái quy định này. Đó là người A vẫn là của Đức Anh. Bạn hãy nhớ là thiếu một người này bạn cũng làm thành công mà. Bạn cần gì một cái người này vô cho gây nội bộ, rốt cuộc hai ông này quánh với nhau. Mặc dù Đức Anh là nhánh ngang với mình, chả liên quan. Cả nhà ở đây cũng đâu phải là tiếng dưới mình đâu. Vậy thì có phải là gì? Nội bộ đang có vấn đề. Mà nếu cái nội bộ có vấn đề, có phải chúng ta đang phá rối cái hệ thống không? Mà bạn đang phá rối hệ thống thì thôi, mình cho bạn đi ra ngoài cho nó nhanh. Tức là rác dẹp đi, để lại những gì có giá trị thôi, đúng không ạ? Cho nên bạn đừng có trách hệ thống. Hệ thống khai trừ bạn đều có nguyên nhân. Hệ thống xóa bạn ra cũng đều có nguyên nhân. Vì đương nhiên sẽ được nhắc nhở. Còn công ty xóa là nghiêm trọng nha. Hệ thống xóa thì còn đỡ, bạn còn làm quay được. Chứ công ty xóa bạn thì sao, vĩnh viễn rồi đấy. Cho nên hãy nhớ là gì? Quy tắc, đúng không ạ? Rồi, còn thứ tư đúng không ạ? Tiền. Tiền là dây ta mắc nhau từ đây, đừng nói chi ân tình xưa. Hay quá, okay. Đây. Tiền là giấy mà ta mất nhau từ đây rồi, đúng không ạ? Cái này nó nguy hiểm lắm. Tức là trong đây tiếng trên tiếng dưới hay tiếng ngang tiếng bạn dần dần không phải là tiếng nữa, mà là thành chủ nợ với con nợ. Bạn hãy nhớ quy tắc. Đương nhiên tình với tiền mọi thứ là gì? Tiền đương nhiên trong đây không có gọi là nguyên tắc là cứng nha. Chúng ta có những hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ hỗ trợ nhau, nó là chuyện tùy vào cái cảm tính, cái tình cảm của bạn. Nhưng nó phải rõ ràng. Bạn hứa khi nào trả là bạn trả, ví dụ như vậy. Còn nếu bạn đã thất tín một lần thì vạn lần không bao giờ cho mượn lần thứ hai, ví dụ như vậy. Đương nhiên chúng ta vẫn có thể hỗ trợ những trong hoàn cảnh khó khăn. Điều này là về tình nghĩa, không phải là về kinh doanh Amway nha. Về cuộc sống là chuyện bình thường. Chúng ta quý nhau ở một cái tình, nó là chuyện bình thường. Đương nhiên ai cũng có những hoàn cảnh khó khăn, nhưng hãy nhớ thất tín một lần thì đừng bao giờ nữa. Và hàng hóa cũng vậy, tiền với hàng nó đều giống nhau, tiền với hàng nó đều giống nhau. Vậy thì hàng hóa cho mượn mà nợ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng thì sao? Thì thôi. Hãy nhớ, một lần thôi, đừng bao giờ có lần thứ hai. Kể cả cái người đó là ai. Và hãy nhớ, hạn chế không cho mượn tiền và hàng là tốt nhất. Đương nhiên bất khả kháng, nếu người đó uy tín, hứa ngày mai là ngày mai, ngày mốt là ngày mát, ok anh em hỗ trợ nhau vô tư. Nhưng mà thất tín, bye bye. Được không ạ? Để chúng ta bảo vệ cái tính trọn vẹn của hệ thống, không có mâu thuẫn với nhau, không có tranh chấp với nhau, không có cãi cọ quýnh nhau ở trong đây. Vì đó tính là yếu tố. Anh em còn quýnh nhau vì cái này mà, đúng không ạ? Còn tình yêu cướp nhau, quýnh nhau là chuyện khác. Nhưng tiền bạc nó nguy hiểm lắm. Cho nên hãy nhớ, cái này mà tranh chấp là gặp vấn đề. Mà bạn để không tranh chấp, nếu bạn mất một lần thì coi như mất đi, được không ạ? Nếu bạn cho đi một lần mà không trả lại, coi như bạn mất đi đi, lần thứ hai coi như xong rồi đó. Được không ạ? Hãy nhớ cấm kỵ, bảo vệ cái điều này. Thứ năm, đó là gì? Đó là tuyến dưới không phải là thuộc hạ để bạn sai khiến. Nó không phải là thuộc đối tác của bạn, không phải là thuộc hạ, không phải là người gọi là gì ạ, nhân viên của bạn cũng không phải là gì cả, mà họ là đối tác của bạn, cùng cộng tác, không có ai có quyền sai ai. Và hãy nhớ thứ năm,
Thứ sáu, đó là tuyến trên cũng vậy, cũng không phải là shipper, hay gọi là oxin, dùng từ oxin đi đúng không ạ? Lãnh đạo hay gọi là lãnh đạn đúng không? Tức là đương nhiên là gì ạ? Rất nhiều người cứ tối ngày sai ông tuyến trên đi giao hàng, sai ông tuyến trên làm thẻ, sai ông tuyến trên, tức là hỗ trợ là chuyện bình thường cả nhà nha. Nhưng mà không phải là sai tối ngày, tức là vẫn có thể hỗ trợ qua lại trong đó chuyện bình thường. Nhưng mà cái việc là gì, đặt hàng bạn cũng đặt được rồi mà, học tí thôi gì đâu ạ. Giao hàng cũng vậy, mua hàng đi giao dùm, bạn cái gì bạn cũng sai thì tuyến trên cũng không phải là công cụ, cũng không phải là thuộc hạ, cũng không phải là ô xin, mà chúng ta phải nhớ bảo vệ. Từ thứ năm, năm thứ sáu thứ bảy đúng không? Rồi, không được quên một nửa kia nếu ai đã có gia đình, tức là không được quên một phần hai còn lại. Hãy nhớ Amway giá trị cốt lõi của Amway đó chính là gia đình. Bạn làm Amway, chồng bạn không làm Amway, chồng về tiêu cực thì thôi ly dị đi thì sao ạ? Đúng cuộc bạn làm Amway để làm gì? Không phải vì Amway mà gia đình tan rã. Đương nhiên là đôi khi có một giọt nước làm tràn ly nó là khác nhé. Tức là một cái chuyện nhỏ ra. Nhưng mà bạn hãy nhớ, bạn đến Amway để bạn hoàn thiện của con người của bạn, để bạn muốn gia đình bạn hạnh phúc hơn, gia đình bạn tốt hơn, thì không được quên một nửa kia. Bạn thay đổi thì một nửa kia sẽ thay đổi thôi. Thực ra trong gia đình chỉ có mâu thuẫn về tiền bạc là chính thôi đúng không ạ? Khó khăn về mọi thứ, tức là khác về quan điểm là một. Đến đây đi là cùng quan điểm thôi. Thiếu tiền thì bạn nỗ lực kiếm tiền đi, là gia đình hạnh phúc thôi. Tức là mọi thứ là gì? Hãy nhớ gia đình vẫn là cốt lõi, là nòng cốt, đừng quên một nửa kia. Thứ 8 là không được lan truyền tiêu cực. Tức là không được nói tiêu cực với người khác. Đây là điều rất nghiêm trọng. Nếu ai đó phát hiện ra người nào đi lan truyền một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, thì hãy báo ngay cho các lãnh đạo đầu nhánh làm việc ngay với cái người đó và nhắc nhở một lần, nhắc nhở hai lần mà vẫn còn đi gieo rắc tiêu cực cho rất nhiều người thì hệ thống xin lỗi bạn, vĩnh viễn không tha thứ, không chấp nhận được. Hãy nhớ tiêu cực đến mình là kết thúc. Nếu các người lãnh đạo có vấn đề, hãy trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cấp tuyến trên của bạn để người lãnh đạo đưa ra cái hướng giải quyết. Chết mẹ, lố 5 phút rồi. Rồi, ok, thôi nó nhanh. Rồi, hãy nhớ điều này nha. Rồi, không được phê bình. Cái này cũng vậy nè. Phê bình tuyến dưới trước mặt người khác. Chữ xấu lắm, tưởng tượng cả nhà nha. Hãy tôn trọng người với nhau. Bạn nhận xét thì nhận xét riêng, bạn rút kinh nghiệm thì rút kinh nghiệm riêng. Đừng bao giờ phán xét, đứng ở đây phán xét một ai đó, giả sử như Đức Anh. Kể thì Đức Anh tiệt xấu thế này, thế kia, thế nọ, rất là sai trái. Chúng ta hãy nhớ kinh doanh là kinh doanh con người, người với người với nhau. Rồi hết giờ, điều thứ 10 hôm sau nói. Hay chừa lại cũng cuối đâu ạ. Thực ra kinh doanh quay đó chính là con người. Hy vọng rằng là gì, cái lớp quan niệm về thái độ, nó là những điểm cốt lõi về nồng cốt để giúp cho chúng ta hoàn thiện con người chúng ta tốt hơn. Và chúng ta làm chúng ta tốt rồi thì chúng ta làm kinh doanh sao được không ạ? Chưa tốt thì đến đi học. Ok, cảm ơn cả nhà.